Bây giờ Hiền sẽ gói với mọi người. Hiền định gói những cái thật là mập và thật là to. Rau này Hiền cũng mới hái từ vườn nhà mọi người. Mới hái hồi nãy thôi. Sẽ cho tôm vô. Và một miếng bì ha mọi người ha. Rất thích ăn mà có bì với cả nhà. Đó. Hẹ nhiều nhiều vô. Cũng lâu rồi Hiền không cuốn, hy vọng là nhìn nó sẽ xinh xinh. À hình như thường thường Hiền thấy họ cuốn là họ để cái gì đúng không ta? Để mình làm lại cái gì coi. Đó. Hiền tính làm cho nó mập lắm mà kiểu này cũng đâu đến nỗi mập quá cả nhà ha. Wow. Xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay là cái dĩa gỏi cuốn khổng lồ của gia đình Hiền đã xong. Bây giờ xin mời mọi người hãy ăn cùng với gia đình Hiền nha. Đó, ảnh đói bụng lắm rồi. Alright, let's have a race today to see who's gonna finish first and more. Hôm nay hai đứa mình sẽ ăn đua thử xem ai ăn nhanh hơn nha mọi người. À. Rồi xin mời cả nhà. À, không cho Hiền cái muỗng mọi người ơi, anh chỉ lấy cho ảnh thôi, Hiền quên lấy cái muỗng rồi. Con xin chào cô chú chưa? Xin chào cô chú, xin chào các bạn đi. Xin chào. Hey. Ủa, xin chào cô chú và các bạn. Rồi. Giỏi quá. Xin mời mọi người nha. Đây. Hey, may I have the spoon too, Dad? Yep. Mm. Mọi người nó ngon bá cháy bù chép. Cái món này không có còn thể bàn cãi được nữa vì cái độ ngon của nó. Người ha. Ngon cực ngon luôn. Đó. Rồi. Ai biết đây. Này, mình sẽ ăn dưa chua. How was mommy go? Trời đất ơi, nó ngon. Ngày xưa á mọi người, Hiền lúc mà còn ở Việt Nam á, chuyên gia ăn món này gỏi cuốn. Trong trường đại học Cần Thơ có một chỗ bán gỏi cuốn rất là ngon. Không biết sao họ bán có thời gian họ nghỉ rồi mọi người, nên bây giờ chỗ đó sẽ không còn bán nữa. Ôi trời ơi. Thì nói thiệt là điểm 10 cho chất lượng. What chili did you use? The dry chili. The dry chili.
Anh hỏi mình xài ớt gì thì nó mình xài ớt mua trong hộp á. Ớt thì mình might use the habanero. No. Thôi cái này thật gì hết. Ngon. Không phải tí sầm, phi hưu quýt cả. How many have you had? Two. From the bottom? Everywhere. No. Anh hỏi Hiền, Hiền đã ăn mấy cái rồi, Hiền nói hai cái. I'm taking mine from the top, if you take yours from the bottom. Rất là khớp của anh. Mọi người ơi, con hỏi ai thắng nha mọi người. So good. This is what fang my food, right? Cái món này là món nổi tiếng trên thế giới cả nhà. Người Tây họ rất là thích ăn ngũ cuốn. Trời ơi. Tôm với lại bì của Tuấn. Tôm với bì với mọi người như nào. Nó ngon. Đó. Cái tôm này thì Hiền cắt ra phân nửa mọi người. Thường thường thì thấy ai làm cũng cắt ra phân nửa. Ngon quá. Yum. Quá ngon. That's the first one. This is also my first one. That was my fourth one. No! What is it? This is my fifth. I know, I'm not going to come today. Don't even try to compete with the master. Anh nói đừng cố gắng để mà thi ăn với lại đừng cố gắng mà thi ăn với người ăn nhanh nhất. Thua. I knew I was gonna lose. You're so quick. Em biết thì sẽ thua thôi, mà em ngành em. Ngũ cuốn tôm mà bì còn gì ngon hơn. Bì này thì mua ở chợ Na La. Ta cho ăn ngắn nữa ăn hẹ hả? Thôi được rồi, nó ngon. Getting a bit low on sauce. Poison. Mò sauce. Rồi thêm sauce cho mọi người, ngon quá. Oh, thank you, Mama. Now, what was that word I was thinking of? Sao? No, it's not sao. Sao. Sao? Sao? In Vietnamese, it is... Sis? How? I think. How? 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 What is a how in Vietnamese?
I know I'm close, but it doesn't sound right. How? No. I don't understand what you're talking about. Thì không hiểu anh muốn nói gì nữa. Thử miếng sốt coi em chịu ăn không mọi người. Được không? Có sốt ngon lắm cơ. Pig. Pig. Oh, I see. You mean you're talking about pig. Hell. Hell. Not hell. Just pronounce it wrong. Yeah, hell. Anh nói là heo có nghĩa là con heo mọi người. Heo. Heo, pig gì? Trong tiếng Anh heo có nghĩa là pig. Hmm. In Australia or in English, a sow is a female pig. Sow. Mm. This is even wrong. Oh, you didn't know that? No. Mm. Sow. That's a female pig. Ở mấy trong tiếng Anh, sow có nghĩa là con heo cái. Như là con lợn nái mọi người. Từ đó thì mới biết. Does it also mean that you've had sea spring though? Hmm. Hmm. I guess it does. Đã ăn 6 cuốn rồi thì mới 4 cuốn rồi. Thua rồi. Lucian. Thua. Giờ nó gọi nó ngon. Đây. Hiền Giang cái cuốn ấm ấm này hả cả nhà. Rồi ở dưới có bì ha. Có bì rồi có tôm. Hiền thiệt tình thấy là bì tôm là ngon nhất. This baby is going to love chilies when he gets older. Mm. He's already eating a little bit every now and then. Mm. Anh nói đại vui lớn là sẽ thích ăn ớt lắm. Thì giờ là đã bắt đầu ăn ớt rồi. Có cho ăn ớt hơi hơi. He needs to love eating chili and eating food like mommy and daddy. Huh? Yummy. Yum. No? No? Trời ơi. So good. You fun? Mm. Mm. Yeah, 6 or 7. Six. Thì gói cái cuốn rất là bự cho nên nó ảnh nó đã ăn 6 cuốn mà ảnh muốn no rồi đó mọi người. Rất là chất lượng. How many you had? 4. Yeah, that's correct. That matches it. He made 14. Mm. Thì thật biết. Thì là 14 cuốn. Rất là nhiều bún. They are quite big spring rolls. Ừ. Cuốn to lắm mọi người. Perfect. Thì ngon rồi.
Nãy giờ mẹ ăn mấy cuốn sao? 4 hay 5 cuốn nữa. Nhiều năm quá. Ngọn dập bún á mọi người. Quay lại gần gần cho mọi người xem. Ngon không? Ngon không con? Mày hung cái. Và mày chua quá à. Ôi đút mẹ hả? Đút mẹ. Ờ mẹ. Nó không đút mẹ nữa hả? Nó nó. Đút xong rồi đổi ý. Đúng của mẹ. Ngon quá. Em Quốc rất là thích ăn bì mọi người. Mỗi lần mà Hiền chơi Quốc ăn bì á là em Quốc chịu ăn lắm. Nhưng mà nuốt hay không không biết. Sao vậy? Rau hả? Ba cho con rau. I don't think he want the mint. No, not the mint. Không muốn ăn húng lũi, ba cho húng lũi ba kỳ quá ơi. Thấy không? Hẹp mô. Mô ra. Hẹp mô. Hết nổi rồi. Ảnh hồi nãy là ảnh đang Hiền nghĩ chắc là 6 cuốn, còn Hiền là 5 cuốn á mọi người, chắc ảnh nhớ lộn á. Hiền nghĩ là ảnh bây giờ mới là 6, là Hiền là 5 nè. Thì no rồi mọi người ơi, cái cuốn đó như mọi người có thể thấy là nó chất lượng lắm. Nó to nè. Nó sẽ to luôn mọi người thấy không? Đó. Thôi mọi người ơi, gia đình của Hiền xin kết thúc cái phim này ở đây. Và hẹn gặp lại mọi người phim sau ngày mai. Rất cảm ơn mọi người luôn ủng hộ. Hy vọng mọi người sẽ like, share, đăng ký kênh, chia sẻ giúp tụi mình. Xin chào. Xin chào, xin chào cô chú, xin chào các bạn. Em Út, em Út ơi. Xin chào. Xin chào. Bye bye. Bye bye. Xin chào.